Cô chào các em, quay lại với kênh YouTube Miss Thanh Tiếng Anh Cơ Bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Unit 3 Healthy Living for Teens, Lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên của Tiếng Anh lớp 9, bộ sách Lobosit. Trong bài học này, chúng ta sẽ học Getting Started, A Closer Look 1 và A Closer Look 2. Sau đây là một vài từ vựng mới trong bài 3. Accomplish, động từ, hoàn thành, đạt được mục đích. Additional, tính từ, thêm, thêm vào. Anxiety, danh từ, nỗi lo, mối băn khoăn, sự lo lắng. Appropriately, trạng từ, phù hợp, thích đáng. Assignment, danh từ, nhiệm vụ, bài tập dành cho học sinh, sinh viên. Counselor, danh từ, cố vấn, người tư vấn. Deadline, danh từ, thời hạn cuối cùng, hạn chót. Delay, động từ, làm chậm trễ, trì hoãn. Disruption, danh từ, điều làm sao nhãng. Due date, danh từ, hạn chót, ngày đến hạn để hoàn thành một việc gì đó. Phát nhịn, tính từ, gây béo phì. Mental, tính từ, thuộc về tinh thần, thuộc về trí tuệ, thuộc về trí óc. Minimize, động từ, giảm đến mức tối thiểu. Mood, danh từ, tâm trạng. Optimistic, tính từ, lạc quan. Physical, tính từ, thuộc về cơ thể, thuộc về thân thể. Priority, danh từ, sự ưu tiên, trường hợp ưu tiên. Stressed out, tính từ, căng thẳng. Well balanced, tính từ, cân bằng, đúng mực. Bài học gồm những nội dung chính như sau. This unit includes vocabulary, từ vựng, student's life and school work, cuộc sống học sinh và việc học tập ở trường. Pronunciation, sounds, h, n, r, âm, h, và, r. Grammar, ngữ pháp, modal verbs, inferred conditional sentences, động từ khiếm khuyết trong các câu điều kiện loại 1. Skills, các kỹ năng, reading about how someone could have a well-balanced life when he or she was at school. Đọc đoạn văn nói về việc một người có thể cân bằng cuộc sống khi bạn ấy học tập ở trường. Talking about how to have a well-balanced life as a secondary student. Đọc đoạn văn nói về cách có một cuộc sống cân bằng khi là một học sinh trung học. Listening to some students' opinions about how to manage their time. Đọc về ý kiến của các học sinh về cách mà họ quản lý thời gian. Writing a paragraph about how we can manage our time effectively. Đọc một đoạn văn nói về cách mà chúng ta có thể quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả. Everyday English, tiếng Anh hàng ngày. Asking for repetition and responding, yêu cầu lặp lại và phản hồi. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, Getting Started, khởi động. Advice from a school counselor, lời khuyên từ
từ ban cố vấn nhà trường. Number one, listen and read. Kun counselor, good morning, class. Welcome to our tips for good physical and mental health. In this session, feel free to ask any questions. Cố vấn của trường học chào các em đến với lời khuyên để có sức khỏe, thể chất và tinh thần tốt của chúng tôi. Trong phần này, vui lòng đặt bất kỳ câu hỏi nào. Nick, how can we maintain good physical health? Làm thế nào để chúng ta có thể duy trì sức khỏe, thể chất tốt? School counselor, you should get enough sleep, eat a healthy diet, and do physical exercise regularly. Chúng ta nên ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. My parents say students of our age need to sleep at least 8 hours a day. Is that right? My bố mẹ em nói rằng học sinh ở độ tuổi của em cần ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Như vậy có đúng không ạ? School counselor. Yes, it is. Vâng, đúng vậy. From, but we often find it difficult to get a good night's sleep, especially before exams. Could you offer us any advice? Nhưng chúng em thường thấy khó có một giấc ngủ ngon, đặc biệt là trước các kỳ thi. Thầy cô có thể cho các em lời khuyên nào không ạ? School counselor, I understand that exams bring about lots of stress. You can reduce this stress by studying long before the exam, but waiting until the night before it. Cô hiểu rằng kỳ thi mang lại rất nhiều căng thẳng. Các em có thể giảm áp lực căng thẳng này bằng cách học thật lâu trước khi thi, không nên đợi đến đêm trước ngày thi. Phong, thank you. Do you have any tips about looking after our mental health? Cảm ơn cô. Thầy cô có lời khuyên nào về việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của chúng em không ạ? School counselor, if you want to have good mental health, you should have a well-balanced life. I mean, you should balance your study and life. Cố vấn trường học, nếu như các em muốn có một sức khỏe tinh thần tốt, các em phải có một cuộc sống cân bằng. Điều này có nghĩa là các em nên cân bằng giữa việc học và cuộc sống. Nick, but how we can balance them? Nhưng làm sao để các em có thể cân bằng được việc này? School counselor, cố vấn trường học. Well, you have to manage your time by planning our schedule and giving priority to your work. And you should keep a balance between study and play. À, các em phải biết quản lý thời gian bằng cách lên lịch và ưu tiên những việc cần làm trước. Và các em nên giữ một sự cân bằng giữa việc học và việc chơi. Unit 3. Healthy Living for Teens. Page 28. Getting Started. Advice from School Counselor. Activity 1. Listen and read. Good morning, class. Welcome to our Tips for Good Physical and Mental Health. In this session, feel free to ask any questions. How can we keep good physical health? You should get enough sleep, eat a healthy diet, and do physical exercise regularly. My parents say students at our age need to sleep at least 8 hours a day. Is that right? Yes, it is. But we often find it difficult to get a good night's sleep, especially before exams. Could you offer us any advice?
I understand that exams bring about lots of stress. You can reduce this stress by studying long before the exam, not waiting until the night before it. Thank you. Do you have any tips about looking after our mental health? If you want to have good mental health, you should have a well-balanced life. I mean, you should balance your study and life. But how can we balance them? Well, you have to manage your time by planning your schedule and giving priority to your work. And you should balance your study and playtime. Number two, read the conversation again and tick the true or F false for each statement. Đọc lại đoạn văn một lần nữa và tích dấu về T đúng hoặc F sai vào mỗi câu bên dưới. 1. The counselor is giving advice on how to maintain good physical and mental health. Cố vấn nhà trường cho lời khuyên làm cách nào để duy trì một sức khỏe tinh thần và thể chất tốt. Câu 1 ta chọn T đúng. 2. According to my parents, students shouldn't sleep more than 8 hours a day. Theo ba mẹ của Mai, các bạn học sinh không nên ngủ quá nhiều hơn 8 tiếng một ngày. Câu 2 ta chọn F sai. 3. Many students find it easy to get a good night's sleep before exams. Nhiều bạn học sinh nhận thấy hoặc là dễ dàng để có một giấc ngủ ngon trước các kỳ thi. Câu 3 ta tích vào cọc F sai. 4. Nick doesn't know how to have a well-balanced life. Nick không biết cách nào để cân bằng cuộc sống. Câu 4 ta tích vào cọc T đúng. 5. The school counselor advises the students to balance their study and playtime. Cố vấn nhà trường khuyên các bạn học sinh cân bằng giữa việc học và việc chơi. Câu 5 ta tích vào cọc T đúng. Number 3, make the words with their definition. Nói các từ với định nghĩa của nó. 1. Physical, thể chất. Ta ghép với câu B. Connected with a person's body rather than their mind. Kết nối với cơ thể của một người hơn là tâm trí của họ. 2. Mental, thể chất, tinh thần. Ta ghép với câu D. Connected with the state of the mind. Liên quan đến trạng thái sức khỏe của tâm trí. 3. Well balanced, cân bằng tốt. Ta ghép với câu E. Having the right amount of on the different parts just make up something. Có số lượng phù hợp của tất cả các bộ phận khác nhau tạo nên một cái gì đó. 4. Priority, ưu tiên. Ta ghép với câu C. Something that you think is more important than other things and should be dealt with first. Một việc gì đó mà bạn cho là quan trọng hơn những việc khác và cần được giải quyết trước. 5. Counselor, cố vấn. Ta ghép với câu A person whose job is to help and support people with problems. Người có công việc là giúp đỡ và hỗ trợ những người gặp khó khăn. Number 4. Complete the sentences with the words in the box. Hoàn thành các câu sau với các từ trong hộp thoại. 1. You should make a list of all the jobs you have to do and give khoảng trắng to them. Bạn nên lập danh sách tất cả các công việc mà bạn làm và ưu tiên thực hiện chúng. Câu 1, ta lắp khoảng trống với từ priority, ưu tiên. 2. Maintaining a khoảng trống life often means making time for the things you have to do as well as
the things you want to do in a suitable way. Duy trì một cuộc sống cân bằng. Hưởng có nghĩa là dành thời gian cho những việc bạn phải làm, cũng như những việc bạn muốn làm một cách phù hợp. Câu 2, ta lắp khoảng trống với tính từ well balanced, cân bằng tốt. 3. The police asked them to describe his khoảng trống appearance. Cảnh sát yêu cầu họ mô tả ngoại hình của anh ta. Câu 3, ta lắp đầy khoảng trống với tính từ physical, thuộc về cơ thể, thuộc về thân thể. 4. You need to maintain your physical and khoảng trống health. Bạn cần duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Câu 4, ta lắp khoảng trống với tính từ mental, thuộc về tinh thần. 5. The khoảng trống is willing to listen to the students to help them to solve their problems. Người cố vấn luôn sẵn sàng lắng nghe học sinh để giúp họ giải quyết các vấn đề khó khăn. Câu 5, ta lắp khoảng trống với danh từ counselor, người cố vấn. Number 5, cooking fast, interview each other about how healthy you are. Give each other advice. Làm việc theo cặp, phỏng vấn lẫn nhau, xem bạn khỏe mạnh như thế nào. Cho nhau biết lời khuyên. Example A. How healthy are you? Sức khỏe của bạn thế nào rồi? B. I'm tired. Tôi mệt lắm. A. You should to take a rest and do some physical exercise. Bạn nên nghỉ ngơi và tập thể dục. Sau đây là phần gợi ý. A. How healthy are you these days? Sức khỏe của bạn dạo này thế nào rồi? B. I feel a bit stressed. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng. A. You should consider activities like deep breathing exercises, meditation, or taking short breaths to relax. Trying something you enjoy doing, like reading or listening, can help reduce stress too. Bạn nên cân nhắc các hoạt động như tập thở sâu, thiền hoặc nghỉ ngơi ngắn để thư giãn. Thử làm điều gì đó mà bạn thích như đọc sách, nghe nhạc cũng có thể giúp giảm căng thẳng. B. That's a good idea. I will give them a try. By the way, A. How about you? Đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ thử. Nhân tiện đây. A. Còn bạn thì sao? A. I've been okay, but I've noticed that I'm not active. Tôi vẫn ổn, nhưng tôi nhận thấy mình không nhanh nhẹn. B. You should try to do some exercise, like walking, jogging, or trying a new sport. It's good for your physical and mental health. Bạn nên tập thể dục như đi bộ, chạy bộ, hoặc thử một bộ môn thể thao mới. Nó tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. A. Thanks for your advice. Cảm ơn lời khuyên của bạn. A lesson look one. Vocabulary, từ vựng. Number one. Circle the correct word or phrase to complete a sentence. Khoanh tròn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu. One. It's always typical for students to give or make priority to work, school, and family. Học khó để cho học sinh có thể ưu tiên cho công việc, học tập và gia đình. Ta có cụm từ give priority to something. Ưu tiên cái gì? Câu 1, ta chọn give. 2. David worked out at his home gym to maintain his mental or physical health. David
tập thể dục tại nhà để duy trì sức khỏe, tinh thần hoặc thể chất. Câu 2 ta chọn physical, thể chất. 3. Well balanced or badly balanced. Living is hard to achieve if you have any things to do. Lối sống cân bằng hoặc lối sống không tốt rất khó để đạt được nếu bạn có nhiều việc phải làm. Câu 3 ta chọn cụm từ well balanced, cân bằng tốt. 4. Managing or making time means organizing and planning how to divide your time between different activities. Quản lý hoặc tạo thời gian có nghĩa là tổ chức và lên kế hoạch phân chia thời gian của bạn cho các hoạt động khác nhau. Câu 4 ta chọn managing, quản lý. 5. I try to accomplish or get my goal of cycling 5 kilometers a day. Tôi cố gắng hoàn thành hoặc lấy mục tiêu đạp xe 5 km mỗi ngày. Câu 5 ta chọn động từ accomplish, hoàn thành. Number 2. Match the words and phrases with their definitions. Nói các cụm từ và từ với định nghĩa của chúng. 1. Delay, trì hoãn. Ta ghép với E. Not to do something until a later time. Không làm điều gì đó cho đến một thời điểm sau đó. 2. Tuesday, hạn chót, ngày đến hạn. Ta ghép với câu A. The planned day and time that something is required to be completed. Ngày và giờ theo kế hoạch mà một việc gì đó cần phải được hoàn thành. 3. Optimistic, lạc quan. Ta ghép với câu B. Believing that good things will happen. Tin rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. 4. Stressed out, căng thẳng. Ta ghép với câu C. Too anxious and tired to be able to relax. Quá lo lắng và mệt mỏi để có thời gian thư giãn. 5. Distractions, rao nhãn, phiền nhiễu. Ta ghép với câu D. Things that stop you from paying attention to what you are doing. Những điều khiến bạn không chú ý đến những gì bạn đang làm. Number 3. Complete the sentences with the words and phrases from activity 2. Hoàn thành câu với từ và cụm từ ở hoạt động 2. 1. I want to know the khoảng trống for my history assignment. Tôi muốn biết ngày đến hạn nộp bài tập lịch sử của mình. Câu 1, ta lắp khoảng trống với cụm từ today, hạn chót, hạn nộp, hạn cuối cùng. 2. I'm trying to go bed earlier because I'm feeling khoảng trống at the moment. Tôi đang cố gắng đi ngủ sớm hơn vì lúc này tôi cảm thấy rất căng thẳng. Câu 2, ta lắp khoảng trống với cụm từ stressed out, căng thẳng. 3. He intended to, khoảng trống, telling her the news, waiting for the right moment. Anh ấy định trì hoãn việc báo tin cho cô ấy, chờ đợi một thời điểm thích hợp. Câu 3. Ta lắp khoảng trống với từ delay, trì hoãn. 4. Am, khoảng trống, about the reason of the exam I took last week. Tôi lạc quan về kết quả bài kiểm tra tuần trước. Câu 4, ta lắp khoảng trống với từ optimistic, lạc quan. 5. I refer to study in the school library because
There are too many khoảng trống at home. Tôi thích học ở thư viện hơn vì ở nhà có quá nhiều thứ khiến tôi mất tập trung. Câu 5, ta lắp khoảng trống với từ distractions, sự sao nhãng, mất tập trung. Trong bài học này, chúng ta sẽ được làm quen với phát âm H và R. Unit 3, Healthy Living for Teens, page 30, A Closer Look, 1, Pronunciation, H and R. Activity 4, Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds H and R. H. Healthy. Happiness. Habit. Ahead. Perhaps. R. Regularly. Really. Ready. Worrying. Several. Number 5. Listen and practice the sentences. Pay attention to the double words with H and R. Nghe và thực hành các câu. Chú ý đến các từ được in đậm với âm H và âm R. Unit 3. Healthy Living for Teens. Page 30. A Closer Look. 1. Pronunciation. H and R. Activity 5. Listen and practice the sentences. Pay attention to the bold words with H and R. 1. Keeping healthy by eating well and exercising regularly. Giữ sức khỏe bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Trong đó, healthy có phát âm H. Regularly có phát âm R. 2. He usually does his homework and then reads a good book. Anh ấy thường làm bài tập về nhà và sau đó đọc một số quyển sách hay. Trong đó, he có phát âm H. His có phát âm H. Homework có phát âm H. Read có phát âm R. 3. I'm ready to change my eating habits. Tôi sẵn sàng thay đổi thói quen ăn uống của mình. Trong đó, ready có phát âm R. Habit có phát âm H. 4. I finished several days ahead of the due date. Tôi đã hoàn thành trước thời hạn vài ngày. Trong đó, several có phát âm R. Ahead có phát âm H. 5. She's always worrying about her physical health. Cô ấy luôn lo lắng về sức khỏe thể chất của mình. Trong đó, worry có phát âm R. Her có phát âm H. Health có phát âm H. A Closer Look to Grammar, ngữ pháp. Trong bài học này, chúng ta sẽ được học Modal Verbs in First Conditional Sentences, các động từ khiếm khuyết trong câu điều kiện loại một. In the standard form of first conditional sentences, we use the present simple tense in the if clause and will let bare infinitive in the main clause. Trong dạng chuẩn của câu điều kiện loại 1, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong mệnh đề if và will cộng động từ nguyên mẫu trong mệnh đề chính. Instead of will, we can use modal verbs such as can, must, may, might, should, etc. in the main clause to express ability, permission,
necessity, possibility, advice, etc. Thay vì will, chúng ta có thể sử dụng các động từ khiếm khuyết như can, must, may, might, should trong mệnh đề chính để diễn tả khả năng, sự cho phép, sự cần thiết, khả năng hay lời khuyên. Example, ví dụ, if you do physical exercise regularly, your health will improve. Standard form. Ở dạng chuẩn, nếu bạn tập thể dục thường xuyên, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện. Chúng ta có thể viết lại câu điều kiện loại 1, sử dụng can, nói về khả năng. Như, if she trains harder, she can run faster than you. Ability. Nếu cô ấy luyện tập chăm chỉ hơn, cô ấy có thể chạy nhanh hơn bạn. Hoặc, chúng ta có thể viết câu ở dạng câu điều kiện loại 1, sử dụng động từ can, nói về sự cho phép. Như, if you finish your paper, you can hand it in and leave for home. Permission. Nếu bạn hoàn thành bài viết của mình, bạn có thể nộp nó và rời khỏi nhà. Hoặc ta có thể viết câu điều kiện loại 1 sử dụng động từ khiếm khuyết should để cho lời khuyên như if you want to have good mental health, you should balance your study and life. Advice. Nếu như bạn muốn có một sức khỏe tinh thần tốt, bạn nên cân bằng việc học và cuộc sống. Hoặc ta có thể viết câu điều kiện loại 1 sử dụng động từ may hoặc might nói về possibility, khả năng. He may or might get a job, get a good job if he is good at IT. Anh ấy có thể nhận được việc làm tốt nếu anh ấy giỏi về công nghệ thông tin. Hoặc chúng ta có thể sử dụng mệnh đề if để nói về necessity, khả năng, với động từ khiếm khuyết must như you must get rid of all the distractions if you want to manage your time effectively. Bạn phải loại bỏ việc mất tập trung gây sao nhãng nếu bạn muốn quản lý thời gian một cách hiệu quả. Tóm lại, câu điều kiện loại 1 là câu mà mệnh đề chứa if được chia ở thì hiện tại đơn. Mệnh đề còn lại được chia ở thì tương lai đơn hoặc động từ ở dạng khiếm khuyết như will, can, must, may, might, should. Chúng ta cùng làm phần bài tập bên dưới. Number 1. Write the correct form of each verb in brackets. Chia động từ ở mọi khoảng trống bên dưới. 1. If my, động từ trong ngoặc, not want to gain weight, she shouldn't eat much fast food. Ở mệnh đề thứ nhất, ta chia thì ở hiện tại đơn, dạng phủ định. Ta có doesn't want. Nếu như Mai không muốn tăng cân, cô ấy không nên ăn quá nhiều thức ăn nhanh. 2. If you stay up too late tonight, you might feel trong ngoặc tired tomorrow morning. Động từ feel, cảm thấy ở vế thứ hai, ta sẽ giữ nguyên. Vì động từ may là động từ khiếm khuyết, phía sau động từ khiếm khuyết là động từ nguyên mẫu. Nếu như bạn thức quá trễ tối nay, sáng mai bạn có thể cảm thấy mệt mỏi. 3. You should sleep khoảng trống 8 hours a night if you want to be awake and fully alert. Động từ sleep sau động từ khiếm khuyết should, ta sẽ giữ nguyên. Bạn nên ngủ mỗi đêm 8 tiếng nếu muốn tỉnh và hoàn toàn tỉnh táo. 4.
if term complete trong ngoặc, his assignment on Friday, he can go out with his friends at the weekend. Mệnh đề chứa if trong câu điều kiện loại 1, ta sẽ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Động từ complete, ta sẽ thêm s vào. Nếu term hoàn thành nhiệm vụ vào thứ 6, thì anh ấy có thể đi chơi với bạn bè vào cuối tuần. 5. You must be trong ngoặc carefully if you don't want to get burned. Động từ be ở câu thứ 5, ta sẽ giữ nguyên vì động từ này đứng sau động từ khiếm khuyết must. Bạn phải thật cẩn thận nếu không muốn bị bỏng. Number 2. Circle the correct modal verbs to complete the following sentences. Khoanh tròn các động từ khiếm khuyết đúng để hoàn thành câu. 1. She can or should go home early if she finished her work. Cô ấy có thể nên về nhà sớm nếu như cô ấy hoàn thành xong công việc của mình. Câu 1. Ta chọn động từ khiếm khuyết. Can. 2. If you train hard, you might hoặc shouldn't win the first prize. Nếu như bạn luyện tập chăm chỉ, bạn có thể hoặc không nên giành giải nhất. Câu 2, ta chọn động từ might, có thể. 3. If they don't want to be punished, they must or may follow the rules. Nếu như họ không muốn bị phạt, họ phải hoặc có thể tuân theo nội quy. Câu 3, ta chọn động từ must, phải. 4. If students have an upcoming exam, they shouldn't or can't wait to study until the day before it. Nếu học sinh sắp có kỳ thi, họ không nên đợi hoặc không thể đợi đến ngày hôm trước mới học. Câu 4, ta chọn động từ shouldn't, nói về lời khuyên. 5. If you're having a bad day, you should or may do your best to get through it. Nếu như bạn đang có một ngày tồi tệ, bạn nên hoặc có thể cố gắng hết sức để vượt qua nó. Câu 5, ta chọn động từ should, nên. Number 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. Nói nửa đầu câu ở câu A với nửa đầu sau ở câu B. A. 1. If you spend too much time on the computer. Nếu như bạn dành quá nhiều thời gian trên máy tính. Câu 1. Ta ghép với câu D. You might get shoulder pains. Bạn có thể bị đau vai. 2. If you put too much sugar in your coffee. Nếu như bạn cho quá nhiều đường vào cà phê. Câu 2, ta ghép với câu C. You may put on more weight. Bạn có thể sẽ bị tăng cân. 3. If you want to manage your time effectively. Nếu như bạn muốn quản lý thời gian hiệu quả. Câu 3, ta ghép với câu B. You should use a calendar to plan your work ahead. Bạn nên sử dụng lịch để lên kế hoạch trước cho công việc của mình. 4. If you want to have perfect white teeth. Nếu như bạn muốn có hàm răng trắng hoàn hảo. Câu 4, ta ghép với câu E. You must brush your teeth regularly. Bạn nên đánh răng thường xuyên. 5. If you take a cooking class. Nếu như bạn muốn tham gia một lớp học nấu ăn. Câu 5, ta ghép với câu A. You can make your favorite food at home. Bạn có thể tự làm món ăn yêu thích tại nhà. Number 4. What will you say in each situation below? You first conditional sentences with modal verbs. Bạn sẽ nói gì
Trong mọi tình huống dưới đây, sử dụng câu điều kiện đầu tiên với động từ khiếm khuyết. Quan, your friend wants to lose weight. You advise him or her to eat less high fat food and do more exercise. Bạn của các em muốn giảm cân. Các em khuyên bạn ấy ăn ít thức ăn có nhiều chất béo và tập thể dục nhiều hơn. Gợi ý trả lời. If you want to lose weight, you should eat less high fat food and do more exercise. Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên ăn ít đồ, ăn nhiều chất béo và tập nhiều thể dục hơn. 2. Your friend invites you out for an ice cream, but it's possible that you will have a sore throat. Bạn của các em muốn mời các em ra ngoài ăn kem, nhưng có khả năng các em sẽ bị đau họng. Gợi ý. If I eat an ice cream, I might have a sore throat. Nếu tôi ăn kem, tôi có thể bị đau họng. 3. Your roommate often stay up late at night. You think it is necessary to get enough sleep every night. Otherwise, his health will suffer. Bạn cùng phòng với các em thường xuyên ngủ trễ vào buổi tối. Các em nghĩ việc cần thiết là ngủ đủ giấc mỗi đêm. Nếu không, sức khỏe của bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng. Gợi ý. If you don't get enough sleep every night, your health will suffer. Nếu bạn không ngủ đủ giấc mỗi đêm, sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng. 4. Your little brother wants to go for a swim. You agree, but ask him to finish on his homework first. Em trai của bạn muốn ra ngoài đi bơi. Các em đồng ý, nhưng yêu cầu em ấy hoàn thành bài tập trước. Gợi ý. If you finish on your homework, you can go for a swim. Nếu như em làm xong hết bài tập về nhà, em có thể đi bơi. 5. You're able to make a delicious pizza when you have all the needed ingredients. Bạn có khả năng làm một bánh pizza rất ngon khi bạn có tất cả các nguyên liệu cần thiết. Gợi ý trả lời. If I have all the needed ingredients, I can make a delicious pizza. Nếu tôi có đủ nguyên liệu cần thiết, tôi có thể làm một chiếc bánh pizza ngon. Number 5. Complete the sentences with your own ideas using the modal verbs you have learned. Hoàn thành các câu với ý tưởng của các em bằng cách sử dụng các động từ khiếm khuyết mà các em đã học được. 1. If you spend too much time playing computer games. Nếu như các em dành quá nhiều thời gian để chơi game máy tính, you may feel tired and less energetic. Các em có thể cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng. 2. If you want to get a good night's sleep, nếu như các em muốn có một giấc ngủ ngon, you should avoid caffeine and electronic devices before bedtime. Các em nên tránh dùng caffeine và các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. 3. If you don't feel well, nếu các em cảm thấy không khỏe, you should see a doctor. Các em nên đi khám bác sĩ. Bài học đến đây là hết. Chúc các em có một buổi học tập và chuẩn bị bài thật tốt. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ cô bằng cách like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.